Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định số 1608 điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Bộ Giao thông Vận tải. Quyết định điều chỉnh tăng 911.046 triệu đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông của Bộ Giao thông Vận tải. Về triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương được điều chỉnh ở trên thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án theo quy định, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Nhằm trưng bày, quảng bá, giới thiệu và kết nối các sản phẩm OCOP tiêu biểu đến người tiêu dùng, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm mới tiềm năng và đặc sản các địa phương Quảng Bình đến với người dân và khách du lịch. 24 gian hàng với hơn 200 sản phẩm của các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh được trưng bày tại phố đi bộ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã được giới thiệu và quảng bá đến với người dân và khách du lịch trên địa bàn. Đây là những sản phẩm nông sản và thực phẩm đến từ các đơn vị đã được xác nhận kiểm soát an toàn, đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo chuỗi, được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp về trồng trọt và chăn nuôi hoặc các đơn vị sản xuất nông sản thực phẩm đã có thương hiệu trên thị trường. Đây sẽ là điểm đến hấp dẫn để người dân trong tỉnh, khách du lịch cũng như các nhà phân phối đến tham quan mua sắm, kết nối tiêu thụ, kích cầu tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp nắm bắt, tìm hiểu thị hiếu của khách hàng, từ đó có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, năm nay công nhân người lao động của tỉnh Quảng Nam nói riêng và của cả nước nói chung lại được tham gia phiên chợ Tết Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Dẫu kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chăm lo mọi mặt vật chất lẫn tinh thần đã giúp công nhân người lao động cảm thấy ấm lòng. Mặc dù thời tiết hơi se lạnh nhưng vẫn thu hút đông đảo anh chị em công nhân người lao động đến mua sắm tại phiên chợ công đoàn năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức. Với mỗi phiếu mua hàng trên tay, đoàn viên người lao động có thể mua sắm bất kỳ mặt hàng nào để chuẩn bị cho ngày Tết với giá giảm từ 10 đến 30% trên một sản phẩm. Mặc dù là trang bị rất có nhiều khó khăn, nhất là sau đại dịch, nhưng mà đẹp Việt Nam nay là Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức trưng bày dân hàng Tết với nói chung là mặt hàng rất phong phú và đặc biệt là những cái sản phẩm của người nông dân, nhất là Nga từ đầu vụ mùa đông xuân, nhưng mà có những cái sản phẩm rất là tốt như trái cây, hoa quả, rau xanh và về mặt giá cả thì nói chung là rất phù hợp. Chân thành cảm ơn công đoàn tỉnh Quảng Nam đã ủng hộ và chiếu cố đến chị em công nhân để mà có tặng máy phiếu quà để mua sắm để tết và để gia đình dùng. Nhận được phiếu mình rất mừng và đã mua được rất nhiều đồ để mình dùng trong dịp tết. Tết Công đoàn năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trực tiếp phối hợp với các địa phương tổ chức 22 phiên chợ Tết Công đoàn. Tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên tổ chức với hơn 90 gian hàng giảm giá dành cho công nhân lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 2.500 phiếu mua hàng với mệnh giá 300.000 đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thêm 2 gian hàng không đồng để công nhân người lao động thoải mái tham gia mua sắm. Chúng tôi cho rằng là cái tổ chức cái phiên chợ Tết Công đoàn năm 2023 thì nó có một ý nghĩa rất là lớn, ngoài cái việc mà mình có cái điều kiện mình chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết này, nhưng mà bản thân cái công nhân viên chức người lao động hoặc là nhân dân trên địa bàn tỉnh đây chẳng hạn này thì cũng biết được cái hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như là các cấp công đoàn, cũng như là cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo cũng như là cái hỗ trợ của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh đối với công nhân lao động. Và khi họ đến đây chẳng hạn thì họ vừa được mua các cái hàm giảm giá nhưng mà họ cũng được sống lại cái không khí của ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình của tổ chức công đoàn. Bên cạnh tổ chức phiên chợ để công nhân lao động mua sắm sửa soạn dịp Tết, các đơn vị còn tổ chức thêm các trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng,
để nâng thêm đời sống tinh thần, qua đó giúp công nhân người lao động được giải lao sau giờ làm việc mệt nhọc. Đó còn thể hiện sự quan tâm chăm lo về mọi mặt, vật chất lẫn tinh thần của các cấp công đoàn tỉnh Quảng Nam.